Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái hành trình học mà thiết kế và chỉnh sửa ảnh trên Photo. Và đây là một cái hành trình cũng rất là hay khi mà mình càng ngày càng khám phá rất là nhiều những cái phần tính năng trên cái Photo này. Và hôm nay thì mình lại nhìn thấy một cái mục mới ở đây. Sau khi mình thử ấn linh tinh một vài chỗ thì mình có thấy một cái phần đó là Create a Collage. Và bây giờ hôm nay thì mình sẽ thử vào cái phần này và chúng ta tìm hiểu nó xem là đây, Create a Design đúng chứ. Đấy, chúng ta sẽ thử vào cái phần này xem chúng ta sẽ tạo một cái thiết kế như thế nào ở trong cái phần này nhá, không theo một cái chủ đề nào hết, và chúng ta sẽ thử vào xem trong đây thì cái mẫu của nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta vào này. Mình nhấn vào đây nhá. Ồ, thì ra nó vẫn ra những cái phần mà chúng ta đã thiết kế trước đây. Đây, ví dụ như những cái mẫu như này, có thể là poster này, hoặc là Instagram story, hay là wallpaper, hoặc là Facebook cover, Zoom background, hay là presentation, hoặc là flyer nha. Đây có cả business card này, hoặc là Twitter post, hay là invitation, menus, hay là Pinterest post, ticket, book cover, đấy, hay là Facebook. Nói chung là rất là nhiều phần ở trong này luôn. Bây giờ mình sẽ chọn thử một cái chủ đề và chúng ta sẽ xem nhé. Ok, đây này, hoặc là blog title này. Đó, rất là nhiều. Report này, bằng khen này cũng có này, hay là logo này. Nói chung là rất là nhiều luôn đấy mọi người, cực kỳ là nhiều những cái phần thiết kế. Resume này. Đó. Postcard cover này. Rất nhiều nha. Bây giờ mình sẽ thử thiết kế một cái mẫu chúng ta xem. Mình sẽ thử thiết kế một cái poster xem sao nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn vào. Đây, chúng ta sẽ xem tất cả những cái mẫu trong đây. Đó, mọi người thấy không? Đây là về thông tin này. Có thêm cái phần nữa. Thank you.
rất là nhiều nha. Hoặc là như phần này. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo một cái thiết kế của mình nhé. Đây, ở nơi đây thì mình sẽ tạo được những cái phần giống như là mình mong muốn này. Đây, bên này có rất nhiều phần nhá. Như thế này. Đó, mọi người thấy không? Thì mình sẽ ấn vào poster. Ok. Ở trong đây có rất nhiều mẫu này, mọi người thể nhìn thấy nhá. Có thể là mẫu sale này, hay mẫu party này, information này, business này, hay là technology, hoặc là food, education, hay là travel, music, wedding, health, hoặc là một số những cái template khác. Đấy, chúng ta ấn vào thì ta cũng sẽ thấy. Đó. Ấn vào xong rồi chúng ta sẽ thấy. Đây rất nhiều mẫu nhé. Chúng ta sẽ kéo và xem qua. Đó. Rất là nhiều đúng không? Đấy, chúng ta có thể ở bên này có một phần My Favorite này. Chúng ta cũng có thể xem. Bây giờ thì mình sẽ xem qua, sau đó mình sẽ tạo một mẫu cho riêng chúng ta nhé. Chúng ta thêm vào này. Đây là mình sẽ chọn một chủ đề. Thử xem về chủ đề travel này xem. Ok nha.
Đây chúng ta xem này. Đây là chúng ta sẽ có những cái phần này. Đây có thêm những cái phần này nữa này, rất là nhiều nhá. Đây tiếp này, tiếp này, giáo dục này, hoặc là về đồ ăn này. Đây, ví dụ như này, rất nhiều phần này. Đây có rất nhiều mẫu này. Chúng ta sẽ lấy một cái. Thử xem background.
Tiếp tiếp này. Chào, có thể thêm cái khung này. Đây mình sẽ về promotion này. And that's it. Ok, mình sẽ lấy một cái hình này về son nhé. Tìm cái hình khác xem.
Ok, một cái hình thoại so mà nó cũng hơi khó đó, mọi người. Mình sẽ phải tìm. Đây em sẽ lấy cái thỏi này luôn. Ok, giờ mình thêm hình ảnh vào nhé. Ok. Giờ chúng ta sẽ tiếp này. Đây, đấy sẽ thêm nha cái chữ ở đây.
Ok. Ví dụ như này. Ok, không chữ này cũng khá ổn rồi. Thế luôn. Rồi thêm chúng ta sẽ chỉnh sửa này, cái chữ này thì cái này hơi đỏ một chút. Cây lấy màu.
cho to lên xíu. Ok, mình sẽ để cái phông to nhất này đi. Đây mình không thể nào chỉnh được đến tầm đã có đến tầm phông này thôi. Mình sẽ lấy luôn tầm thế này nhá. Ok, này mình ra kéo nó lên này. Ok nha. Bây giờ thì mình sẽ cho nó giãn cách cái khoảng cách ra một chút. Ok, khoảng cách giữa hai cái chữ thì cũng khá là ổn rồi nên là mình sẽ để nó như thế này nha. Giờ chúng ta sẽ tiếp theo này. Cái này cũng khá là hợp lý vô cùng. Tiếp nha. Bây giờ sẽ đến là một cái phần chữ tiếp theo, ví dụ như là ở bên dưới này đi nha.
Đây này, khi mình nhấn vào phần này mọi người có thể thấy là có phần background remove. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng chức năng này luôn. Giờ ta sẽ thêm một cái nhé. Giờ mình thêm này. Đầu tiên là giờ chúng ta sẽ chọn phông chữ này, nó giữ như phông này. Tiếp này, đây ví dụ chúng ta có thể lấy phông chữ này cũng được. Ok không? Ok. Trăm ba mươi nha. Ok, tiếp này. Ở đây chúng ta sẽ ghi là
chấm để ok sẽ đợi phông chữ nha. Đây chính là nó. Chúng ta sẽ cho nhỏ một chút. Đó, mình sẽ để nó tầm này nha mọi người. Có thể là nó bên dưới này thì mình sẽ bôi nó đậm hơn. Ok, thêm cái. Okay. Vậy là xong một cái. Mọi người thấy đã ổn lần chưa? Đây chúng ta đã xong một cái đầu tiên này. Đó, một cái poster về style mỹ phẩm đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái khác nhá. Thử xem. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái mẫu. Về đồ ăn như thế này đi. Xem có được không? Có thêm một số những cái mẫu nữa như thế này. Sẽ thử một mẫu.
tìm một mẫu nha. Ok. Đây một số những cái ngỡ như này, tự xem đây tự ngỡ này nhá. Ok. Ở đây chúng ta phải thêm hình ảnh, cho là mình sẽ vào đây thì chúng ta sẽ có những cái mẫu hình ảnh. Dụng như một số cái ảnh hưởng như thế này. Đó, đây là cái phần chỉnh sửa cái nhá, hiệu ứng. Cho cái ảnh của chúng ta. Bây giờ thử nhá, chỉnh sửa mấy thông số này xem. Đây ví dụ sáng này, đây rõ nét, đậm hơn này. Đó. Đây có thể à này. Ví dụ kéo này nó mờ luôn này. Đó, đây là phần làm mờ này. Tiếp này.
Tớ gần xíu này. Đó, hoặc là da này. Vậy là xong. Chúng ta sẽ xem lại cái phần điểm danh như này nha. Đó, ok. Chúng ta cùng nhìn lại cái thiết kế hôm nay nhá. Nhìn trông cũng rất là đẹp đúng không? Đây là cái phần thiết kế mà poster cho chúng ta trên cái phần trang web footer này nha. Đó. Đấy, hôm nay chúng ta đã thiết kế được một cái phần như thế này rồi. Trong đây thì mình cũng thấy rất là nhiều mẫu thiết kế thì chúng ta cũng có thể sử dụng và thiết kế nó theo. Đấy. Thì cái bài ngày hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình và đón chờ những video sắp tới của mình trong cái hành trình tiếp tục học thiết kế và chỉnh sửa ảnh trên Photoshop tại kênh YouTube này nha. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.